Mời các bạn nghe chuyện đại quản gia là ma hoàng chấp 942, 943, 944. Chân tướng đều đã rõ ràng, nhưng thượng quan phi vân còn hơi nghi hoặc hỏi, thừa tướng đại nhân đã sớm có sở liệu, vì sao không dẫn quân vào cuộc? Ai, phi vân kiếm vương quá coi thường cổ nhất phàm rồi. Bách Lý Kinh Vĩ khoát khoát tay, khẽ cười nói, từ sau khi giao thủ với hắn, chúng ta phải biết rõ, hắn là người cẩn thận như nào. Nếu chúng ta bố trí mai phục ở chỗ này, chỉ sợ rất khó giấu giếm được hắn, thứ bản tướng muốn không chỉ là kiếm, còn có cái đầu trên cổ hắn, lần này thật vất vả đưa được tên hồ ly đó tới cửa, bản tướng sao có thể bỏ mất cơ hội, hừ hừ hừ. Thượng quan Phi Vân gật đầu, thừa tướng đại nhân nói rất đúng, tiểu tử kia thật là cá lớn không dễ câu, hoàn toàn khác biệt đám ngu dốt thượng quan phi hùng. Có điều, bây giờ tiểu tử kia đã cứu được nhi tử đi, chẳng lẽ thừa tướng đại nhân tính xử lý bọn chúng kiểu gì? Đan Thanh Sinh bật cười nói, Phi Vân huynh nhìn thân sắc tự tin của bách lý thừa tướng, ngươi hỏi câu này có hơi dư thừa đó nha, ha ha ha. bách lý thừa tướng đã bày mưu tính kế, tất cả đã nằm trong lòng bàn tay rồi. bách lý kinh vĩ cười lớn, rất đắc ý gật đầu, trảm long kiếm vương thật là chi âm của bản tướng a, không sai, bản tướng xác thực đã có bố trí. thượng quan phi vân giật mình, vội vàng hỏi, há, như vậy bây giờ tiểu tử kia đang ở đâu? bách lý kinh vĩ cho hắn một ánh mắt yên tâm, sau đó cười lạnh, hừ hừ. Tiểu tử kia bày liên hoàn kế tập kích bất ngờ, yếu quyết chỉ có một chữ nhanh. Thượng quan Ngọc Lâm tự bạo, đến thượng quan Phi Hùng đánh bất ngờ Vương phủ, điệu hổ ly sơn, vòng vòng đan sen, thực sự rất nhanh, phàm là có phần đoạn chậm mất một bước, kế này có khả năng cao sẽ thất bại. Thế nhưng, bởi vì một chữ nhanh, nói rõ bản thân hắn hành động sẽ không câu nệ tiểu tiết, cứ như vậy, hành động của hắn tất nhiên có rất nhiều sơ hở, hắn sẽ không còn cẩn thận như trước kia. Hoặc là nói liên hoàn kế đã bắt buộc hắn không thể cẩn thận chặt chẽ. Trước khi tới được khu vực an toàn, hắn sẽ không rảnh bận tâm tiểu tiết. Như thế, ta sẽ lấy nhanh đánh nhanh, tương kế tự kế. Nói tới đây, trong tay Bách Lý Kinh Vĩ đột nhiên xuất hiện một bình xứ nhỏ, hắn mở ra nắp bình, gõ một cái. Bên trong liền xuất hiện một con tiểu trùng toàn thân xanh đậm, lớn chừng ngón cái, đang không ngừng nhúc nhích. Linh thú cấp 1, tương tư trùng. Thượng quan phi vân sáng mắt lên nói, sau đó kỳ dị nhìn Bách Lý Kinh Vĩ, chờ hắn trả lời. Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười gật đầu, khoan thai tự đắc nói, không sai, chính là tương tư trùng. Tương tư trùng sinh từ trong tương tư đậu, bản thân không đủ đứng hàng linh thú, chỉ là phổ thông trùng thú mà thôi. Nhưng vật này có một đặc tính rất là kinh người, hơn tất cả các linh thú còn lại, mới miễn cưỡng được xét vào hàng ngũ linh thú. Đan Thanh Sinh có chút cảm thán tiếp lời, phối đôi song trùng, dù cách 10.000 dặm, cả đời chỉ nguyện gặp nhau, lấy ra tương tư trùng, có thể làm tin vật giữa hai người yêu nhau. Bách Lý Kinh Vĩ gật đầu, cười nói, không sai, Trảm Long Kiếm Vương nói cực phải, tương tư trùng phối đôi hai trùng, dịch thể thấm vào nhau, ngươi có ta, ta có ngươi, trung thân không rời, đến chết không đổi. Cho dù hai trùng ngăn cách 10.000 dặm, hai trùng vẫn sẽ hô ứng lẫn nhau để tìm tới nhau. Là tín vật mà tài tử gia nhân cho thấy bản thân trung trinh không đổi. Có điều, so với công dụng phàm tục đó, chúng còn có một tác dụng mạnh hơn rất nhiều, tách đôi côn trùng ra, trùng được đeo vào thân thể trùng cái đập nát nghiền nước, thối luyện với vài loại linh dược đặc biệt sẽ chế ra được nhất linh dược, phiêu hương 10 000 dặm. Tuy thuốc này có chữ hương, nhưng lại vô sắc vô vị, thường nhân cho dù là quy nguyên cảnh cũng khó có thể phát hiện được. Chỉ có trùng đực, khi suy nghĩ sốt ruột mới không ngừng bò về phía trùng cái, cho dù cách 10 000 dặm cũng không vẫn cảm ứng được, đây chính là lợi khí vạn lý truy tung. Nói như vậy, thừa tướng đại nhân bôi phiêu hương này lên trên thân tên oát con kia từ lúc nào vậy? Thượng quan Phi Vân kích động nói lúc bản tướng bắt mạch cho nó, thuận tiện bôi trên cổ tay nó. Chắc chắn cổ nhất phàm sẽ không ngờ được việc này. Hoặc là cho dù hắn ngờ tới, lại có thể thế nào. Hắn đang làm việc nhanh, sẽ không có thời gian xử lý sạch sẽ cho đứa nhỏ kia. Trừ phi, hắn bỏ mặc nhi tử, nhưng mà sao có thể, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ thoải mái cười to, Thượng quan Phi Vân cũng cười ha hả chỉ có đan thanh sinh thầm lắc đầu, đặc biệt là khi nhìn tương tư trùng trên tay Bách Lý Kinh Vĩ, càng ai thán không thôi thế gian tạo ra sinh linh trung trinh trí tình đến chết không đổi như thế lại bị nhân loại dùng vào mục đích ngươi lừa ta gạt tính kế lẫn nhau ai quả nhiên thiên đạo vô tình đạo cao một thước mà ma cao một trượng a được rồi phi vân kiếm vương bây giờ đã tìm được phương hướng của tiểu tử kia chúng ta đuổi theo ngay cầm lại thần kiếm lấy đầu hắn chỉ hai ba phút đồng hồ tương tư trùng đã nghe thấy được mùi của người yêu ngày xưa nó liều mạng ngọ ngoại tuy thân thể nhỏ gầy mỗi cái nhúc nhích chỉ là mấy mm mà thôi, nhưng dần dần đã phát họa ra một phương hướng. Bách Lý Kinh Vĩ dần nở một nụ cười lạnh lẽo, từng đạo sát cơ càng không ngừng bắn ra từ trong hai con ngươi, ngay sau đó vung tay lên, hét lớn, phi vân kiếm vương lập tức truy sát. Đan Thanh Sinh hít sâu một hơi, cũng không thể không thật theo. Một nơi khác, ma kiếm mang cổ tam thông bay ra khỏi vương phủ, chắc phàm vội vàng ôm lấy cổ tam thông vào trong ngực, rồi vội vã bay đi nơi xa. Quả nhiên, Chính như Bách Lý Kinh Vĩ sở liệu, lúc này chắc phàm chỉ cầu chữ nhanh, không có thời gian chú ý đến tiểu tiết. Bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng rời xa chỗ thị phi này, sau đó đến nơi an toàn tận tâm liệu thương cho tiểu tam tử. Dù sao, trước giờ cổ tam thông chưa từng bị thương dù chỉ là một chút, lần này thương thế thật sự quá nặng, đã nguy hiểm đến tánh mạng, làm cho chắc phàm càng thêm ngương trọng lên. Chỉ nửa canh giờ sau, chắc phàm đã bay cách phi vân thành cả ngàn dặm bởi vì thượng quan ngọc lâm tự bạo và thượng quan phi hùng đột kích phi vân vương phủ bạo động toàn bộ cao thủ phi vân thành đều tới hai nơi đó chắc phàm chạy theo chiều ngược lại đúng như dự đoán không bị mảy may ngăn cản kế điệu hổ ly sơn không chỉ vì dẫn dụ hai lão hổ kiếm vương đi mà còn để dẫn đi đám hộ vệ phi vân vương phủ sau đó hắn mới có thể thuận lợi trốn đi tất cả đều hoàn hảo tiến hành theo kế hoạch nhất là thái độ của bách lý kinh vĩ gió lạnh thổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hai mắt cổ tam thông lờ mờ cuối cùng mở hẳn ra một lồng ngực ấm áp dán vào khuôn mặt nhỏ cảnh vật cấp tốc vụt qua phía sau ngửa đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cổ tam thông chợt cảm thấy cảm động động chua sót chưa bao giờ hắn có được cảm giác như này cảm giác có thể ỉ lại vào nghĩa phụ liền nức nở nói lão cha người tới cứu ta chắc phàm cúi đầu nhìn đứa con đã ngày không gặp tuy tình hình nghiêm trọng nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười bình tĩnh trấn an nói đương nhiên ngươi là nhi tử của ta ta không cứu ngươi thì ai cứu. Cổ Tam Thông trầm ngâm một hồi, rồi cúi đầu nói, lão cha, thật xin lỗi. Sao lại phải nói xin lỗi, ngươi có lỗi với ta sao? Là lần này ta quá tùy hứng, kế hoạch của lão cha vốn không chê vào đâu được, đều do ta. Lỗ mãng xông ra, làm lão cha lo lắng, còn phải mạo hiểm cứu ta. Cổ Tam Thông vừa nói vừa khóc thút thít, đến sau cùng đã khóc không, gương mặt non nớt đã bị dính đầy nước mắt, lòng đầy tự trách cùng hối hận. Chắc Phàm yên lặng nhìn hắn, không có nói một câu. Thật lâu, cổ Tam Thông đã khóc khô nước mắt, chắc Phàm mới bật cười lớn, tiểu Tam Tử. À, con đã cảm thấy con sai, vậy đêm hôm ấy, nếu cho con cơ hội làm lại, liệu con có tùy tiện lao ra cứu nha đầu kia không? Cổ Tam Thông chấn động, rơi vào trong trầm tư. Thật lâu, hắn vẫn gật đầu, nhỏ giọng thì thầm như hoàn toàn không có lực lượng, có, phụ thân. Thật sao? Vì sao? Chắc Phàm thản nhiên hỏi, không lộ ra chút thái độ nào. Cổ Tam Thông cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, suy nghĩ nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài, bởi vì ta không muốn cô cô xảy ra chuyện. Vậy con còn nói con sai. Ta nói là ta đã làm người lo lắng, vì ta mà mạo hiểm, đây là do ta sai, nhưng ta cũng không thể nhìn cô cô ra chuyện, bình thường nàng đối xử với ta rất tốt. Cho nên, nếu có thể làm lại, ta vẫn sẽ cứu cô cô, nhưng cũng không hy vọng phụ thân vì ta mà mạo hiểm, cổ tam thông tâm thần bất định nói. Chắc phàm lắc đầu, tiểu tam tử, đã như vậy thì chớ nói xin lỗi. Phụ thân, cổ tam thông giật mình, chắc phàm nói chuyện lạnh lùng như vậy, hắn còn tưởng rằng chắc phàm đang tức giận. Chắc phàm thở dài một hơi, cười khẽ nói, thiếu niên khinh cuồng, người nào cũng đã từng trải qua, không sao hết. Huống hồ đúng sai trên đời này chỉ là tương đối, không có tuyệt đối. Chỉ cần con cảm thấy đúng, thì tận lực đi làm thôi. Cho dù là sai, chỉ cần cảm thấy đáng giá, con cứ việc sai, chỉ cần con có thể tiếp nhận kết quả về sau mang đến là được. Nam tử hán đại trưởng phu lập thế, không thẹn với lòng, lời nói ra thì phải làm là được. Một người nam nhân phải biết gánh chịu, mặc kệ đúng sai, đều phải gánh chịu. Con đã cứu nha đầu kia, nên gánh chịu tất cả những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, bao quát phụ thân có thể sẽ vì vậy mà mất mạng. Nghe trong lời của chắc phàm xuất hiện ý chết, cổ tam thông sợ hãi vội vã lắc đầu, lại giàn ruộng nước mắt nói, không, lão cha, ta không muốn người. Chắc phàm bật cười, vẫn bình tĩnh nói, trước nghĩ kỹ sau mới làm. Tiểu tam tử, bây giờ chúng ta đã không như trước kia, mỗi một hành động, việc làm của con đều liên lụy rất lớn. Con không nguyện ý thấy nha đầu kia ra chuyện, chẳng lẽ ta có thể mặc cho con ra chuyện sao? Ta là cha con à? Cổ tam thông méo miệng gật đầu, trong lòng cảm động đến ảo ảo. Đây chính là phụ thân của hắn, nguyện ý vì tên nhi tử bất hiếu mà làm tất cả lúc này cổ tam thông mới chính thức cảm nhận được chắc phàm tình thương của cha giống như ngọn núi lớn trước kia thực lực chắc phàm còn yếu mọi thứ đều do hắn ra mặt giúp chắc phàm bãi bình phiền phức chỗ hắn chân quý chỉ là cảm giác vuốt ve an ủi nhận được từ chắc phàm mà thôi cho đến lúc này thời khắc hắn gặp rủi ro hắn mới thật cảm nhận được cánh tay rộng lớn của phụ thân cảnh tay vĩ đại che gió che mưa cho hắn giờ khác này người phụ thân này đã trở thành tất cả của hắn không còn là nghĩa phụ mà chính là phụ thân độc nhất vô nhị trên đời, người phụ thân có thể dựa vào. Còn nữa, hai cha con chúng ta có lời gì không thể nói rõ với nhau chứ? Con muốn bảo hộ nha đầu kia, con cứ nói với ta, ta tự sẽ bảo vệ nàng an toàn. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, có người nào mà con không muốn người ta xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ không để người đó mất một sợi lông. Nhưng mà, ta đúng là đã hơi vô tâm, những ngày qua vì trong lòng chỉ có mong muốn phong ấn chỗ thủy các kia đúng là không chú ý tới biến hóa của con, là ta đã thất trách, về điểm này, ta phải xin lỗi con. Nói tới đây, chắc phàm quả thật có chút ái náy. Cổ tam thông thấy vậy càng xấu hổ, vội vã khoát tay nói, không không không. Đây đều là do ta sai, ta vẫn cho là trong mắt lão cha con chỉ có tám chỗ thiên địa phong huyệt kia. Ngoài ra không có thứ gì khác, phàm là thứ gì xung đột kế hoạch, đều sẽ mau chóng bài trừ, cho nên ta mới không dám nói. Chắc phàm chấn động, nhìn khuôn mặt nhỏ ái náy kia mà cảm thấy thất lạc. Chẳng lẽ Nhi Tử nghĩ mình là người lạnh lùng, bất cận nhân tình như vậy sao? Có lẽ trước kia thì đúng vậy, nhưng mà bây giờ... Chắc Phàm hít một hơi, ánh mắt trở nên nhất định, chân thành nói, tiểu tam tử, con nhớ kỹ là ta một câu, yêu ai yêu cả đường đi. Chúng ta là người một nhà, con thích gì, cho dù ta không vui, vẫn sẽ sẽ tận lực thích cùng, cho nên về sau, tin tưởng ta. Tuy sắc mặt tiểu tụy nhưng cổ tam thông vẫn đầy hưng phấn gật đầu, nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Thấy thế, chắc phàm mới có thể cười vui vẻ. Đúng vào lúc này, đang lúc hai cha con đang thâm tình, thì một tiếng cười điên cuồng chấn thiên triệt địa lại đột nhiên vang lên từ phía sau bọn họ, cho cho hai người giật mình, ha ha ha, cổ nhất phàm, rốt cuộc tìm được người trên. Chắc phàm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn, ngay sau đó liền trầm lòng xuống. Đáng chết. Ba bóng hình cấp tốc xẹt qua chân trời, chính là thượng quan phi vân bách lý kinh vĩ cùng đan thanh sinh bách lý kinh vĩ tốc độ có hạn tất nhiên phải được đan thanh sinh bế đi khi thế cường đại từ hai vị kiếm vương khiến chắc phàm khí tức trì trệ lòng đầy kinh hãi đồng thời cấp tốc suy nghĩ đổi sách cổ tam thông kinh hãi khó hiểu nói những người này sao nhanh như vậy đã đuổi theo được giống như biết vị trí của chúng ta vậy chắc phàm thản nhiên nói không cần phải nghĩ khẳng định là bọn chúng đã làm tiêu ký trên thân thể con cái gì là ta dẫn bọn chúng tới. Cổ tam thông há hốc thốt lên, lại càng thất hổ thẹn, lão cha, xin lỗi, à. Tiểu tam tử, ta không phải đã nói sao, nam nhân không được tùy tiện xin lỗi, huống hổ. Chắc phàm cười khẽ, tất cả mọi thứ, lão cha đã sớm dự liệu được. Thật, yên tâm đi, tin tưởng cha. Chắc phàm liều mạng chạy trốn, nhưng trong đôi mắt lại vô cùng rạng rỡ không có chút bối rối hay nặng nề nào, mà tỉnh táo vô cùng, dù sau lưng hắn là một tổ hợp tuyệt cường hai đại kiếm vương một đại thừa tướng thượng quan phi vân suy cười tiểu tử kia thật đúng là chưa từ bỏ ý định a à, lúc này còn không thúc thủ chịu trói còn thật sự coi là mình có thể chạy mất khỏi chúng ta sao có điều dù hắn đầu hàng chúng ta cũng sẽ không tha mạng cho hắn ha 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 đúng vậy cổ nhất phàm phải chết bách lý kinh vĩ cười lạnh nhìn tiểu trùng tử trong tay mà cười mỉa mai lần này dù có dùng không gian truyền tống trận rời đi chúng ta vẫn có thể bám chặt lấy hắn, đến khi bắt được hắn, ta phải xử trí hắn cho thật tốt, ha ha ha. Thượng quan Phi Vân nói, Bách Lý Thừa Tướng, ngài có nhàn tình nhã trí tra tấn hắn, nhưng lão phu không chờ nổi. Ngay sau đó kiếm chỉ chắc phàm, lên tiếng mắng chửi, họ cổ kia, thức thời thì giao trùng thiên kiếm ra, lão phu tha cho người khỏi chết, nếu không, hừ hừ. Bạch, một đạo kiếm mang kinh thiên xuất hiện sau lưng chắc phàm, kiếm mang sắc bén khiến cả người chắc phàm dựng đứng lông tớ như thể sau lưng có một thanh lưỡi hái tử thần bổ về phía hắn hắn đạp chân xuống thân thể theo bản năng nghiêng về bên cạnh né tránh đi một đạo lãnh phong xẹt qua mặt hắn khiến hai gò má đau nhức kịch liệt như bị lột một lớp da ngay sau đó ầm vang tiếng vang đạo kiếm quang kia nện xuống dãy núi phía dưới cả một mảnh sơn lâm rộng mấy trăm dặm lập tức bị san thành bình địa uy áp mạnh mẽ nổ tung vẫn khiến cả người chắc phàm lay động thân thể bất ổn mảnh sơn lâm phía trước nổi lên đầy cát bụi cả một vùng trời xanh mây trắng trở nên lờ mờ màu xám, đất đá bụi mù tràn ngập. Mới chỉ là uy áp phát ra xa thôi đã khiến chắc phàm lay động, nếu tiến thêm, vừa khó xông qua, lại đồng thời tạo cơ hội cho kẻ địch phía sau xuất thủ, hắn phải vội vàng dừng chân, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Cửu kiếm vương một kiếm chi uy, quả nhiên không bình thường, chỉ là một chiêu đã ngăn được hắn. Như thế, hắn không thể tiến lên, chỉ có liều. Chắc phàm không còn vọt tới trước, mà xoay người lại, trong mắt trái lôi viêm màu đen lóe lên một cái rồi biến mất đồng tử phải chiếu ra vầng sáng màu vàng óng rạng rỡ chuẩn bị đập nồi dìm thuyền nên chiến cửu kiếm vương đám người thượng quan phi vân thấy thế cũng dừng bước đứng cách chắc phàm ngàn mét suy cười nói ai nha nha cổ đại sư sao không chạy tiếp chắc phàm nhếch miệng cười như đã bị buộc vào đường cùng mà phải vùng vẫy dãy chết trong mắt đầy tử trí nghiến răng hét lớn hừ hừ đã không thể tránh không bằng quay lại liều một phen thượng quan phi vân khinh thường nói liều cổ đại sư người hồ đồ rồi ngươi muốn liều với chúng ta dựa vào cái gì ngươi có thực lực đó sao ha ha cho dù không có lão tử cũng sẽ không thúc thủ chịu trói chắc phàm ôm càng chặt lấy cổ tam thông vào trong ngực cười to lên huống hồ nếu trận chiến ngày hôm nay truyền đi nói ta làm thịt được kiếm vương vậy thật không uổng sống công đời này nhưng nếu bị giết chết thì có gì lạ cổ nhất phàm ta tuổi trẻ tài cao tuổi còn trẻ đã trở thành luyện đan sư 11 phẩm, cũng được coi như là con cưng của trời, chết dưới tay kiếm vương cũng không tồi. Ha ha ha. Thượng quan Phi Vân quay đầu nhìn hai người bách lý kinh vĩ, suy cười nói, ai nha nha, tên họ cổ này vẫn rất có trí ha, chết cũng không muốn giống bình thường, còn muốn danh lưu thiên cổ cơ. Bách lý kinh vĩ khẽ cười nói, thiếu niên đắc chí tự nhiên lòng mang khát vọng, không như người thường, không có gì lạ. Cùng là chết, bị giết chết như cỏ rác, vô thanh vô tức, so với chết có tôn nghiêm, được tất cả mọi người ghi khắc, chắc chắc ai cũng chọn cái sau rồi. Rồi nhìn về phía đối diện, cất cao giọng cổ đại sư, ngươi cũng biết rõ ta nặng hiền, ngươi là nhân tài khó được. Chỉ cần ngươi giao ra trùng thiên kiếm, ta sẽ cho ngươi cơ hội cải tà quy chính, vì đế quốc mà tận lực. Bách Lý Kinh Vĩ nói mười phần thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết, nhưng chắc phàm lại cười rỗ lên, lắc đầu thở dài, Bách Lý thừa tướng xác thực nặng hiền. Nhưng ta ở Trung Châu cả một năm, lại chưa bao giờ biết được dưới trướng thừa tướng đại nhân có mưu sĩ nào trí tuệ hơn người trung châu lớn như vậy chẳng lẽ không có trí giả sao hay là thừa tướng đại nhân trí tuệ hơn người như trăng sáng giữa trời che mất hết tài hoa của bọn họ hừ hừ không thế nào đại nhân luôn luôn nặng hiền há có thể dìm dập nhân tài chỉ có thể là đại nhân cũng có lúc đố kỵ người tài xem nhẹ văn nhân phúc chắc phàm còn chưa nói xong thượng quan phi vân đã bật cười lên sau đó vô tình hay cố ý liếc về phía bách lý kinh vĩ cổ nhất phàm thật đúng là nhân tài quả thực là gia cát tái thế thần tiên hạ phàm mà như vậy mà cũng bị hắn đoán được đúng vậy bách lý kinh vĩ xác thực ái tài nhưng quan trọng là cái loại tài nào cơ tài năng chi sĩ khác hắn đều có thể mời chào về dưới trướng mà lại tuyệt sẽ không mai một chỉ có một loại chính là giống như hắn chị quốc chi tài hắn vạn phần trướng mắt chính là vì sợ bị người khác thay thế địa vị mình nó đại khái như là ngọa long phượng sồ chi tranh, một núi không thể chứa hai hổ, tuyệt sẽ không để một giống loài giống như mình nhích lại gần đỉnh núi của mình. Nếu cổ nhất phàm chỉ là một luyện đan sư tài năng cao siêu, Bách Lý Kinh Vĩ có thể phát tác cái tâm quý tài, mời chào về giới trướng. Nhưng đen đủi, hắn cũng là người tài trí trị tâm, mưu trí không dưới Bách Lý Kinh Vĩ hắn, làm sao hắn có thể chịu được. Nếu kéo hắn vào đế quốc, vị trí thừa tướng của mình tràn ngập nguy hiểm a. À. Cho nên, hôm nay cổ nhất phàm chết, tuyệt không phải là bởi vì hắn trộm trùng thiên kiếm, mà chỉ là bởi vì hắn chọn nhầm nghề. Năm. Cổ đại sư thật đúng là sáng mắt, hi hi hi. Ba bách lý kinh vĩ run run thốt lên, rồi cười lạnh, cổ đại sư đã thông tuệ như thế, còn cố chấp không muốn quy thuận, thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Chỉ là, chính ngươi không muốn sống tiếp thì thôi, nhưng ngươi có nghĩ tới lệnh lang hay không? Chỉ cần cổ đại sư giao ra trùng thiên kiếm, bản tướng cam đoan, lệnh lang sẽ bình yên vô sự chắc phàm quay đầu nhìn cổ tam thông thấy ánh mắt hắn đầy vẻ kiên định liền thản nhiên cười nói bách lý thừa tướng không cần đùa ta con ta thiên phú không dưới ta chắc hẳn các ngươi cũng đã được chứng kiến quy củ chảm thảo trừ căn ta vẫn còn hiểu được các ngươi sao có thể giết ta ngay trước mặt con ta mà yên tâm buông tha nó ha 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 bây giờ cha con chúng ta đồng sinh cộng tử bách lý thừa tướng không cần thiết phải tốn nước bọt nữa đâu dứt lời chắc phàm cởi đai lưng xuống sau đó buộc lấy cổ tam thông vào sát người mình trong mắt xuất hiện tử trí trong mắt cổ tam thông cũng đầy vẻ kiên định thấy thế thượng quan phi vân cũng không khỏi động dung hai cha con này thật sự là hai vị hán tử hổ phụ không sinh huyền tử tương lai tất thành đại khí đáng tiếc hôm nay đều phải chết cổ đại sư đã không biết thời thế như vậy ta đành phải thành toàn cho ngươi không có quân nhân anh hùng tình hoài cái méo gì nữa bách lý kinh vĩ khoát tay nói rồi nhìn sang thượng quan phi vân phi vân kiếm vương tiễn cha con bọn họ một đoạn đường đi thượng quan phi vân gật đầu nâng lên hai ngón tay sắc mặt lạnh lùng khí thế cường hãn cuồn cuộn phát tán ra toàn bộ thiên địa đều ầm ầm nổ vang giống như cộng minh rất có cảm giác trời đất sắp sụp đổ cảm thụ uy lực cường đại chắc phàm khẽ run lên hai mắt nhìn chằm chằm ngón tay hắn trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh trận chiến này hắn sợ không qua nổi năm chiêu nhưng hắn không cầu thủ thắng chỉ câu có thể còn sống sót, bởi vì tất cả mọi thứ đều đang tiến hành theo tính toán của hắn, nhưng mỗi một bước lại đều vô cùng gian nguy, chỉ cần bước sai một bước, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Như trận chiến này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trọng thương không chết mới cuối cùng sống được. Dù sao, một kẻ sắp chết mới khiến người ta buông lỏng phòng bị. Ong ong ong, tung động năng lượng càng không ngừng phát ra từ ngón giữa kia, năm, rung động chấn động đến thiên địa, ánh mắt thượng quan phi vân trở nên băng lãnh đồng thời đồng tử phải của chắc phàm phát sáng rạng rỡ chán càng mồ hôi như thác một kiếm này là do thượng quan phi vân xuất ra uy lực cùng tốc độ đều rất kinh người cho dù là hắn dùng không minh thần đồng thay hình đổi vị chỉ sợ vẫn khó mà tránh khỏi khả năng duy nhất là trong tích tắc hắn xuất kiếm mình lập tức chuyển đổi không gian mới có thể tránh được nếu chỉ trễ một phần tỷ giây b tất nhiên mất mạng nếu sớm người ta cảm nhận được rung động không gian một kiếm kia lập tức sẽ thay đổi phương hướng ngươi vẫn phải mất mạng. Cho nên vào thời khắc sống còn, ngay một sát na kia, nếu nắm không chắc, trò chơi sẽ kết thúc. Đối mặt tình cảnh này, áp lực mà chắc phàm phải gánh chịu là rất lớn, dù sao, đây là lần thứ nhất hắn một mình đối mặt cửu kiếm vương, cao thủ đứng ở đỉnh phong phàm dài. Rốt cục, thượng quan phi vân vung tay quét tới chắc phàm, kiếm mang chớp mắt đã tới, ngay khi đó, chắc phàm cũng phát động không minh thần đồng, không gian chuyển đổi. Kết quả là, ngay khi kiếm mang cường hãn tới sát người gần như đồng thời chắc phàm lóe lên hoàn toàn biến mất mà kiếm mang kia thì xuyên qua hư không bắn về phía đại địa phía sau hắn thổi tan cả một vùng đất lớn cái gì vậy mà tránh thoát được làm sao có thể thượng quan phi vân quá sợ hãi quát lên nhưng hắn chưa hiểu vừa xảy ra chuyện gì thì không gian lại đột nhiên thêm một lần nữa rung động còn là ngay trước mặt hắn nói cách khác chắc phàm thay hình đổi vị không phải chạy trốn mà chính là tiến công chủ động tiến công cửu kiếm vương. Điều này làm ba người kinh hãi, tiểu tử này, lấy đâu ra can đảm này vậy? Ngũ giác lục thức cường đại lập tức cảm nhận được động tĩnh bên người, tuy không biết chắc phàm nghĩ như thế nào, cũng kinh ngạc hắn tài cao gan lớn. Thượng quan phi vân lần nữa vận chuyển nguyên lực, tụ hai ngón ngưng tụ kiếm khí, lúc này chắc phàm còn chưa hoàn toàn hiện thân. Chờ khi hắn xuất hiện cách không xa thượng quan phi vân, đạo kiếm khí thứ hai trong tay thượng quan phi vân đã ngưng tụ thành công. Nhìn chắc phàm đột nhiên xuất hiện, hắn cười lạnh, hừ hừ, thật lớn mật, may mắn trốn được một lần, thế mà còn dám chủ động lấn trước. Xem ra ngươi thật không muốn sống. Méo cho hắn nói xong, chắc phàm vừa xuất hiện, đồng tử phải liền thoáng hiện hai vầng sáng màu vàng, mắt trái nổ tung lôi viêm, lôi viêm phá không. Hô, như tử thần ném ra đinh ba, lôi viêm mãnh liệt hóa thành một đạo viêm trụ màu đen, bất ngờ đâm thẳng tới phía vai phải hắn. Nhìn lôi viêm khủng bố lại lần nữa xuất hiện, thượng quan phi vân giật mình, bị dọa đến hồn vía lên mây vội vàng tụ lên toàn thân nguyên lực hình thành nguyên lực hộ cháo hắn không muốn thứ khủng bố này dính vào bất cứ chỗ nào trên thân thể đồng thời kiếm thứ hai đã tới gần chắc phàm trong gang tấc lần này khoảng cách gần như vậy cho dù chắc phàm có nắm được thời cơ di động cũng không kịp thoát mà nếu đánh chúng kết cục của chắc phàm tất nhiên là thần hồn câu diệt uy áp mạnh mẽ bay thẳng mặt hai gò má chắc phàm kịch liệt đau nhức đầu đổ đầy mồ hôi lạnh mặt sắc mặt ngưng trọng Thế nhưng, ngay lúc này, chuyện khiến tất cả mọi người không ngờ, trừ chắc phàm, bất ngờ phát sinh. Mà chuyện này đã khiến cho thượng quan phi vân cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới chắc phàm hai cha con, bị dọa đến sợ chết khiếp, không còn dám khinh thường người trẻ tuổi trước mặt này nữa. Đồng thời, một cảm giác uy hiếp bảo trùm lấy toàn bộ trái tim vị kiếm vương này. Phốc, một tiếng vang trầm phát ra, hoàn toàn khác biệt những lôi viêm lúc trước, khi đó chúng chỉ bám vào nguyên lực hộ cháo rồi kịch liệt thiêu đốt lần này lôi viêm lại như cương châm đâm xuyên bầu trời xuyên qua được nguyên lực hộ cháo của hắn thượng quan phi vân kinh hãi co rụt mắt lại một trái tim suýt chút bị dọa đến nhảy mạnh ra ngoài hắn không thể ngờ được lôi viêm khủng bố lần này lại cường hãn đến thế lại có thể đánh xuyên phòng ngự của hắn hắn không biết là lôi viêm xuất hiện khi thượng quan ngọc lâm tự bạo chỉ là thuộc tính cường đại của bản thân lôi viêm mà thôi giống như một người có sức nhưng lại không có kỹ thuật vậy không tính là thần thông còn lôi viêm phá không là tuyệt kỹ chắc phàm dùng diệt thế lôi viêm cùng không minh thần đồng phối hợp sử dụng phá không có thể phá hết thảy kết giới trong thiên hạ lực đâm xuyên tất nhiên vô cùng kinh người lại thêm thuộc tính đáng sợ của lôi viêm uy lực càng thêm khủng khiếp đừng nói vòng phòng hộ nguyên lực của hắn xem như kết giới cấp 12 mà đêm đó đã nhốt lại một đám cao thủ thượng quan ra phá không cũng xuyên thủng được thượng quan phi vân run rẩy trong hoảng sợ ánh mắt chiếu ra đám độc xà màu đen sắp bò đến trên thân hắn Hắn lập tức quay người thoát đi. Mà một kiếm sắp chém về phía Trác Phàm cũng bởi vậy mà chuyển hướng sang nơi khác, thành ra cả một vùng đất rộng trăm dặm bị oanh thành một vùng phế tích, khói bụi tràn ngập không gian. Lôi viêm màu đen, diệt thế hắc trụ, chỉ sạch qua đầu vai Thượng Quan Phi Vân, rồi cũng bắn thẳng về phía chân trời xa xôi. Thượng Quan Phi Vân cảm thụ loại năng lượng đáng sợ từ lôi viêm lóe qua bên người mà mồ hôi lạnh ứa ra liên tục, hoảng sợ đến mức trái tim như muốn ngừng đập. Thế nhưng hắn còn chưa kịp thở dài ra một hơi thì lại chợt nghe được tiếng thiêu đốt kịch liệt hắn sợ hãi cả kinh vội vàng quay đầu nhìn cả người lại bị dọa cho dựng đứng lên thì ra chẳng biết lúc nào áo quần hắn đã bị hắc viêm khủng bố dính vào chúng đang không ngừng thiêu đốt sắp đốt tới trên thân thể hắn không dám có chút chủ quan thượng quan phi vân vội vàng chấn động nguyên lực nguyên lực cường đại chấn vỡ quần áo toàn bộ trên thân hắc viêm cũng theo đó bay đi bốn phía lại đúng lúc này một tiếng xe gió lần nữa vang lên, ngay sau đó, chắc phàm lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, mắt trái cuồn cuộn nổ tung lôi viêm màu đen. Đồng tử phải chiếu sáng dạng dỡ hai vầng sáng màu vàng, muốn lập lại chiêu cũ, cho hắn thêm một phát lôi viêm phá không. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, thượng quan phi vân há có thể trúng chiêu. Cứ như là nhìn thấy quỷ, mà cho dù nhìn thấy quỷ, thượng quan phi vân cũng không kinh hãi như thế. Khi thấy chắc phàm xuất hiện lần nữa, hắn không chút nghĩ ngợi mà lui lại bay vọt ra hơn vạn mét mới thôi. Đến được khu vực an toàn, sau khi thở dài một hơi, cảm thấy không khác gì đánh một trận với bất bại kiếm tôn. Khí lực toàn thân như thoát hết đi, hắn thở phì phò, hai chân có chút mềm mềm không vững nổi, còn đang không ngừng run rẩy. Mà lại, có thể rất thấy rõ, thân dưới vị thượng quan kiếm vương này còn hơi ẩm ướt, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, thật là dễ thấy quá đi. Từ xa, hai người Bách Lý Kinh Vĩ và Đan Thanh Sinh quan sát toàn bộ cuộc chiến, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đồng thời cũng kinh hãi không thôi. Xin người, phi vân kiếm vương à, ngài là cửu kiếm vương đấy, chỉ đối phó tu giả thần chiếu cảnh, làm sao lại chật vật không chịu nổi như thế chứ? Nhìn ngươi xem, xem bây giờ là bộ dáng gì, quần áo thân trên vỡ vụn, hạ thân ẩm ướt là thế quái nào? Thế mà lại bị luyện đan sư thần chiếu cảnh một chiêu hoàng sợ cho vãi cả gia quần, nay còn ra thể thống gì? Bách Lý Kinh Vĩ vỗ mạnh vào chán, song đồng mãnh liệt run run, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn chửi ẩm lên nhưng nghĩ lại nhớ tới sự đáng sợ của lôi viêm mới có vẻ hiểu ra đổi điều chỉ đành thở dài ra một hơi bách lý kinh vĩ nhìn chắc phàm nơi xa cũng đang kịch liệt thở dốc lẩm bẩm nói xem ra cổ nhất phàm nói muốn đánh với kiếm vương một trận không phải là chỉ là tranh đua miệng lưỡi ha đúng vậy a à, tiểu tử này thật là đáng sợ đan thanh sinh liền gật đầu nói trong mắt mang vẻ kinh hãi uy lực của hắc viêm này thật có khả năng tuyệt sát kiếm vương nếu thực lực tiểu tử này cao thêm chút lần đánh bất ngờ kia nói không chừng. Rắc, đan thanh sinh còn chưa nói xong, tiếng răng rắc từ bàn tay nắm chặt đã rõ ràng truyền vào trong tai hắn, đan thanh sinh quay đầu nhìn. Thấy Bách Lý Kinh Vĩ đang nhìn chầm chầm chắc phàm, trong mắt đều là kiên kỵ cùng ngương trọng, làm sao có thể. Sao có thể để thực lực hắn tăng lên, nếu lúc trước giết tiểu tử này, chỉ là vì vị trí của bản tướng, vậy bây giờ. Chính là vì an nguy của toàn bộ đế quốc. Trên đời này, chỉ có thể có một bất bại kiếm tôn, không cho phép xuất hiện tồn tại đáng sợ như thế. Trong mắt Đan Thanh Sinh lóe lên tinh mang, cũng đồng tình gật đầu. Đúng vậy a thực lực, tiểu tử này tiến triển thực sự quá nhanh, Hắc Viêm vậy mà có thể uy hiếp được tánh mạng kiếm vương, phải biết, bây giờ hắn chỉ là thần chiếu cảnh a, vậy sau này, không thể nói được liệu có trở thành một bất bại kiếm tôn. Không, hẳn sẽ là một kẻ còn kinh khủng hơn cả bất bại kiếm tôn. Như thế, đại khái hôm nay cho dù kêu Bách Lý vứt mạnh cái kinh vĩ trùng thiên kiếm kia, hắn cũng chịu, chỉ cần hủy diệt tiểu tử này là được. Mà ở nơi xa, Thượng quan Phi Vân nhìn lại bộ dáng bản thân đang vô cùng mất mặt chán nản mà nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm chắc phàm nơi xa, trong mắt trần trụi tản ra sát ý. Xỉ nhục, vô cùng nhục nhã, tiểu tử này, tuyệt không thể lưu. Thượng quan Phi Vân nâng lên hai ngón tay, chuẩn bị lần thứ ba phát động kiếm chiêu. Mà lại lần này ánh mắt hắn nhìn chắc phàm đã không có bất kỳ sự qua loa nào, mà chính là hết sức chăm chú. Giống như đang chiến đấu với cao thủ ngang cơ mình, ngũ giác lục thức phát huy đến cực hạn, mọi thứ trong phạm vi ngàn mét đều được nắm rõ như lòng bàn tay. Thấy thế, chắc phàm bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, đối mặt cửu kiếm vương, mình vẫn còn quá kém, nếu là quy nguyên cảnh, hắn chắc chắn đã có thể đánh bất ngờ, rào sát. Đáng tiếc đây là cửu kiếm vương, mình một chiêu chưa, chưa thành, thì không còn có cơ hội nữa. Nhưng mà, tất cả mọi thứ vẫn nằm trong dự liệu của hắn, cho nên, hắn không chán nản, lại đạp chân xuống, lần nữa bay đi xa, muốn chạy trốn hai người bách lý kinh vĩ cùng đan thanh sinh lại không đuổi theo bởi vì bọn họ đều biết lúc này chắc phàm là con mồi của thượng quan phi vân con mồi này lại vừa xỉ nhục vị kiếm vương này sao hắn có thể thả con mồi chạy hay nhường con mồi cho người khác tuy cách xa 10 ngàn mét thượng quan phi vân lại không chút lo lắng còn có thì giờ cười lạnh hắc 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 bây giờ mới nghĩ tới việc chạy sao muộn rồi ngay sau đó hai ngón tay khép lại phía trên tản ra chấn động cuồn cuộn vẫn làm thiên địa rung động phảng phất như muốn long trời lở đất. Một chỉ này, dù chắc phàm cách xa hắn, nhưng chỉ cần ánh mắt hắn chiếu tới, vẫn có thể rào sát thành cạn bã. Đây chính là sự đáng sợ của quy nguyên cảnh, thực lực của cửu kiếm vương. Tuy chắc phàm có thể bằng lôi viêm mà miễn cưỡng chấn nhiếp, nhưng thực lực chân thật vẫn còn kém quá xa. Điểm này, tất cả mọi người đều rõ ràng, thượng quan phi vân sau khi bình tĩnh thì càng hiểu, cười lạnh nói, hừ hừ hừ. Cổ nhất phàm, không thể không nói, ngươi đúng là kỳ tài, vô luận thực lực hay luyện đan thuật đều hiếm thấy trên đời còn mang dị hỏa càng khiến lão phu sợ hãi có lẽ trong tương lai không lâu ngươi thật có thực lực giết lão phu thành thiên bá chủ hạ đáng tiếc ngươi bại lộ quá sớm lão phu sẽ không để ngươi trưởng thành được đến lúc đó mà hắc viêm của ngươi nếu không thể tới gần lão phu thì cũng vô dụng thôi ngươi đã không có sinh lộ cổ nhất phàm đến cuối thượng quan phi vân thét lớn hất lên kiếm chỉ trùng thiên kiếm kình không gì địch nổi trực kích hai người chắc phàm mà đi chớp mắt đã tới gần. Bạch, chỉ không tới một phần trăm giây, đạo kiếm quang kia đã đến phía sau bọn họ. Chắc phàm sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu, đồng tử phải thoáng hiện năm vầng sáng màu vàng, mắt trái nổ tung lôi viêm màu đen, cũng hết lớn, không minh thần đồng, lôi viêm bình chướng ngũ trọng thiên. Ao, ao 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 ao, năm đạo bình chứng lôi viêm dần xuất hiện trước mặt chắc phàm. Oanh, chỉ là trong chốc lát, năm lớp bình phong vỡ vụn, hóa thành từng tia lửa màu đen tràn ngập giữa trời cuối cùng tiêu tán chắc phàm phun máu bởi vì lực phản chấn quá mạnh hai cái mắt cũng đổ ra máu mà đạo kiếm khí kia vẫn cực nhanh phóng tới chắc phàm thấy thế thượng quan phi vân liền ngửa mặt lên trời cười to ha 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 cổ nhất phàm mặc dù có dị hỏa tương trợ nhưng bằng thực lực ngươi muốn ừ. nhưng hắn chưa gáy xong một cảnh tượng khác lại khiến hắn há hốc mồm khó tin lẩm bẩm nói cái này sao có thể kiếm khí của ta lại. Xì xì xì. Từng âm thanh thiêu đốt vang vọng trong thiên địa, rõ ràng lại chói tai. Tuy kiếm khí mạnh mẽ của Thượng Quan Mục Vân trong nháy mắt đã phá vỡ năm đạo bình chướng lôi viêm kia của chắc Phàm, nhưng những kiếm khí kia cũng bị lôi viêm thiêu đốt xé rách. Chờ đến khi đạo lôi viêm kia cháy sạch, đạo kiếm khí kia cũng bị thiêu cháy một phần tư lực đạo. Tuy khí thế vẫn rất mạnh mẽ, nhưng so với trước đây lại yếu ớt hơn không ít, lực lượng bị giảm xuống rất nhiều. Nếu đạo kiếm khí lúc nãy là do thượng quan Phi Vân bắn ra, thì lực lượng của kiếm này nhiều lắm cũng chỉ như một kiếm của cao thủ Quy Nguyên cảnh đỉnh phong. Phải biết, tuy đều là Quy Nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng lại có chênh lệch rất lớn, không thể tính theo lẽ thường. Trung Châu đất rộng của nhiều, nhân tài đông đảo, cao thủ Quy Nguyên đỉnh phong cũng có không ít, nhưng chỉ có Cửu Kiếm Vương có thể xưng bá, bởi vì đều là kẻ mạnh giống như nhau, Cửu Kiếm Vương càng mạnh hơn đến mức không thể tưởng tượng nổi, người bình thường không thể đụng. Lúc trước ở Phi Vân Vương Phủ, chỉ là một kiếm tiện tay của thượng quan Phi Vân đã có thể chấn thương rồi đánh chết hơn 30 cao thủ là hộ vệ quy nguyên cảnh của chính mình. Một kiếm của Đan Thanh Sinh vừa ra đã khiến đông đảo cường giả thượng quan ra khó mà ngăn cản. Dưới loại thực lực mang tính áp đảo này, cũng chỉ cửu kiếm vương mới có thể có nếu là cao thủ quy nguyên cảnh đỉnh phong thông thường. Nếu có thể trong một lúc đối phó với năm cao thủ quy nguyên hậu kỳ liền đã rất không tệ. Có thể thấy, tuy có phàm giai áp chế, khiến cho rất nhiều cao thủ đều dừng lại ở quy nguyên cảnh đỉnh phong nhưng cửu kiếm vương lại rất khác biệt với những người khác có thể tưởng tượng nếu không có cái kết giới phàm giai này áp chế chín người này đã có thể sớm hiểu rõ thánh cảnh thực lực cũng không dưới những cao thủ thánh vực kia thậm chí còn mạnh hơn trở thành quái vật trong mắt những tu giả thánh vực kia cũng khó nói dù sao những người này cũng coi như truyền nhân của kiếm đế há lại giống người thường bất quá dưới một chiêu của tồn tại đỉnh phong trong thiên địa thiên chi kiêu tử như thế, bình chứng kia của chắc phàm chỉ là bị suy yếu không ít, đoán chừng chỉ bị suy yếu đi phân nữa mà thôi. Điều này làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi sợ hãi, ngưng trọng trong mắt càng sâu, đồng thời cũng càng thêm kiên kỵ với chắc phàm. Tuy nói hiện tại chắc phàm là bên bị đánh, nhưng cũng không có người nào dám khinh thường hắn. Nhìn chăm chằm vào kiếm khi đang bay trên không trung kia, mí mắt thượng quan phi vân càng thêm rung động một cách mãnh liệt, hắn thì thảo lên tiếng hắc viêm này lại có thể đốt cháy được kiếm khí của lão phu hơn nữa còn đốt rất nhanh quả thực rất nghịch thiên tại sao trong thiên hạ lại có đồ vật dạng này hai người còn lại nghe thấy cũng khẽ gật đầu thở dài không sai bọn họ kiên kỵ chắc phàm nhưng cũng không phải kiên kỵ thực lực của hắn mà là kiên kỵ diệt thế lôi viêm kia bởi vì thuộc tính của lôi viêm này quá mức bá đạo quả thực như người sống chớ gần liên vũ kỹ của tu giả đều có thể đốt cháy cái này được sao từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy qua như thế. Nếu nói như thế, thì chỉ cần có đủ nhiều lôi viêm này liền có thể bao vây các tu giả lại rồi thiêu đến chết. Bởi vì không thể sử dụng nguyên lực hộ thể, lại không thể dùng vũ kỹ mở đường, càng không thể dùng tới linh binh ma bảo, chúng nó sẽ bị thiêu đốt tới không còn một mảnh. Tóm lại, một khi tiếp xúc với lôi viêm này liền sẽ bị đốt tới không còn manh giáp, căn bản chính là một trận địa ngục chi hỏa, để ngươi vĩnh viễn không thể tránh được. Nếu chuyện này bị các tu sĩ khác biết được, đoán chừng chắc phàm sẽ trở thành công địch của toàn bộ đại lục. Nắm giữ lôi viêm này giống như đang nắm giữ vũ khí hạt nhân, vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, mí mắt ba người run lên một cái, sau đó nhìn về phía chắc phàm, trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Mà giờ khác này, một chiêu của chắc phàm bị phá, hai mắt cũng đổ máu, nhưng hắn lại không hốt hoảng, ngược lại còn nở ra một nụ cười tà quỷ dị. Bởi vì trong một tích tắc kia, hắn đã cắt giảm không ít lực lượng của kiếm khí, như vậy có thể chứng minh hắn có thể đối phó một chiêu này thế là chắc phàm không nói hai lời lần nữa giữ vững tinh thần không quan tâm tới tròng mắt vừa bị công kích của mình đồng tử bên phải lại phát ra ai đạo vầng sáng màu vàng lại thêm một đạo lôi viêm phá không đánh ra đáng về hướng trùng thiên kiếm khí hưu đụng một tiếng vang thật lớn lôi viêm cùng kiếm khí hung hăng đụng nhau kiếm khí kia lại vẫn xuyên qua lôi viêm như cũ không chậm trễ mà lao về chắc phàm mà chắc phàm lại lần nữa bị cỗ lực lượng kia chấn tới mức đầu đau muốn nứt ra hơi ngửa đầu hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm sắc mặt cũng trở nên càng thêm trắng bệch máu tươi trong hai con ngươi cũng ngăn không được mà trào ra ngoài thế mà hắn lại không thèm để ý cô nén đau nhất đột nhiên lại nở ra một nụ cười càng thêm tà dị bởi trong một tích tắc kia tuy chắc phàm bị thua một bật, nhưng thuộc tính của lôi viêm lại tuyệt đối vô địch lại phối hợp với phá không thần uy chỉ trong nháy mắt lôi viêm đã thẳng tắp đánh thẳng vào trung tâm của kiếm khí kia. Chỉ một thoáng, dưới sự thiêu đốt khủng bố của lôi viêm, kiếm khí vốn cường hãn không gì sánh được kia đã bắt đầu rung chuyển, trở nên suy yếu. Lại chờ đến khi lôi viêm đốt xong, đạo kiếm khí vốn đánh đầu thắng đó này đã suy yếu đến mức chỉ giống như uy lực của một tu giả vừa đạt tới quy nguyên cảnh mà thôi. Thấy cảnh này, bọn người thượng quan phi vân đã trợn tròn mắt. Chẳng qua chỉ mới hai lần mà thôi, đã đem đường đường là uy lực một kiếm của kiếm vương suy yếu đến như vậy nếu không phải vừa mới đối phương bị nguyên lực thương tổn thì một kiếm này của hắn đã phế a